quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cái nhiệm vụ thứ ba của cái mission của Lowrider mới. Ok. Mình bây giờ mình đã tới cái chỗ nhiệm vụ luôn, nó có tên là It's a Cheating. Hôm nay mình sẽ bắt đầu ngay tại đây luôn. Có lẽ là mình sẽ giải cứu thằng này. It's a Cheating. Thằng này đang bị cảnh sát bắt. Chiro, có tên là Chiro. Có khi là mình phải giải cứu nó trước khi mà nó bị giải phóng đi ra chỗ khác bằng máy bay. Mình chơi một mình được không ta? Mình không bỏ, mình chơi một mình không nữa. You need more layers. Để xem có bạn bè có ai chơi được không, rủ vô luôn. Nếu mà tại mấy cái nhiệm vụ này mà đi chơi một người được á thì mình sẽ chơi một người luôn. Để mời thử ông này coi, mời được. Hình như mời không được nhỉ. Ê, mời được kìa. Để xem là họ có vô không. Tại vì còn tùy thuộc vào một số vấn đề nữa. Invite mà vô được thì cứ chơi thôi. Mình cũng đang quay. Mình đã khá là nhiều bạn nhưng mà không biết chắc là ai có rảnh thì chơi được thì chơi. Mà cái nhiệm vụ này khó, nếu mà khó thì phải hiểu ý nhau chơi mới xong, chơi mới thắng, còn chứ không là chơi hoài luôn. Mấy nhiệm vụ này không phải là dễ. Thôi bây giờ đã có một người vô rồi. Vô. Cũng được, không sao cả. Gaze. Vả cái đáy, nhìn cái clan rồi, gaze. Có bây giờ mình sẽ vô luôn. Let's go. Ê, thằng này mặc áo khoác y chang mình luôn. Chỉ có điều mặt mũi quần áo thì khác, bên trong cũng khác mình thôi. Level cũng khác nữa. Hey bro. What's up bro? Ủa mấy hai anh em sinh đôi rồi. Mấy nhìn bữa ta. Mấy nhìn như mấy thằng rồi. Tập tành dưỡng chơi á. Thôi chơi cái này đi. YOLO. It's a cheating. Xem ở đâu? Đủ mất xem ở đâu? Đủ mất xem mình nằm tốt đây luôn hả? Mà xe mình sao quá, mình tính request personal vehicle. Mà thôi kệ, đi luôn rồi. Xe này cũng đâu đó nó là tệ đâu. Lái xe máy nè. Lộn cái đâu vậy? Đường chỉ dưới này mà. Thử cái này coi. YOLO. Đồ quá nào. Quá đái hệt. Blow open the van door và giải cứu Chiro. Chúng ta phải xông vô phá vỡ cái cửa của cái xe tải hay gì đó và giải cứu thằng lùn nó ra. Đâu? Thấy rồi. À đồ. Nó chửi mình loser mới ghê chứ. Ôi, xe tới rồi. Đông thế. Ôi, mau.
Ồ, ăn đạn nữa chứ. Ồ, có con hụt, what the fuck. Rồi, kìa chết rồi. Đồng thế. Adu. Cái nhiệm vụ này nó không cho mình lấy xe hoặc gì cá nhân. Còn chứ mà nếu mà cho mình lấy xe thì mình sẽ lấy Kuruma, tại Kuruma nó sẽ dễ dàng hơn trong việc đó. Giải cứu thì này nọ chạy ra gỡ có chống đạn rồi còn chạy thì ngon hơn. Nếu như có con xe của mình ở đây thì ngon. Ít ra là... Ý, vừa mới nói luôn. Come on bro, let's do it. Nó bảo là mình... Làm sao để thấy hình Chera nè. Má blow được cái đó rồi, nhưng mà vấn đề là làm sao để thấy hình Chera. Xe có hai người. Vãi đái thật. Ồ má, căng vậy, nhiệm vụ căng quá, căng quá, căng quá. Mình chưa lấy được Chira nữa. Bây giờ cái nhiệm vụ của mình mới cho đẻ nè. Sure. Let's go, bro. That Lamar in that headset. Tell the lanky motherfucker he fucked up. Big time. Tell Lamar I'm gonna bounce a low ride on his thick head. Tell Lamar. Biết thằng kia sống nổi không ta? Má hát sợ ghê luôn á. Má thằng kia sợ thằng kia chết thôi. Sorry bro, I don't want to trap you out there. Đó, cảnh sát, cảnh sát, cảnh sát, cảnh sát. Lamar's lucky he's on that headset. Cause if he was him, I'd beat him good. If Lamar think I'm angry. Thằng này có vẻ gì nó muốn thích thằng nó sẽ giúp thằng Lamar. Không có đường vô ta. He flipped and he gonna stay flipped until LD does something incredible. That dude better be apologetic as fuck. Lamar Davis, wish I never saw that motherfucker. When you fools is your only hope, you know your life. Má thiệt tình luôn á. Nhiệm vụ này hay. Nhưng mà phải có cái xe như thế này rồi đi mới dậy mới kịp chứ. Má cảnh sát.
Má cuối cùng cũng làm được má, chứ không là má vãi đó vãi luôn. Cái pha nãy má mình cầm sticky bomb cho cái đùng cái vỡ van nhìn đúng ngầu luôn. Má hồi nãy phan đúng chuẩn luôn, một chút phát là trúng luôn. Giờ chở thằng này rồi, giờ đó là xong thắng. Đâu rồi. Wait for your team to lose the cup. Mày chưa lose the cup nữa. Trong cái bài update mới này có cây Tech Knight mới nữa. Má xe mình bấy nhầy. Tech Knight mới đâu rồi ta? Đây. Nhìn hao là ngầu chứ. Hey bro. Chụp hình cái nhẹ coi. Đó. Má đợi tim nữa là xong. Bắn bây giờ với tôi đúng. Má vãi đái thật. Thằng này vô đúng lẹ luôn. Ủa nó hồi sinh lại mà sao chưa có lose the cup nữa, what the fuck. Đúng tốt đằng kia luôn mà. Run bro. Run, run for your life bro. Ê ông đi xuống xe tí đi ông, để tôi lại tôi chở nó coi. Má thiệt tình luôn. What you do? This is bullshit. Yeah this is bullshit though. Vô đúng lẹ luôn. Bây giờ biết nói gì nữa ta. Nhân lấy lại kêu thằng đó, ê lôi ông nội này ra giùm cái. Sao mà vô. Họ chưa biết cái đi vô được rồi nè. Họ chưa biết kêu nó. Kêu nó dùng Lester là ngon luôn. Rồi xong. Yo, what's up? Ngon quá ngon vậy cứu đường này. Ui mấy giờ nó lái xe đi đúng rồi như là không ai dí vậy á. Mission pass. Quá ngầu. Phải vậy chứ. Ủa mấy 14.000 nó không còn bằng cái nhiệm vụ covet với lại cái nhiệm vụ mà rooftop rumble đó chơi nữa. Rooftop rumble đó nhiều tiền nhất của khoảng 15-20.000 gì đó, nếu mình không nhớ lầm. Nhưng mà nói chung là sau cái nhiệm vụ bây giờ thì nó cũng tạm ổn. Không quá tiền cũng không quá nhiều, nhưng mà được cái nhiệm vụ của cái SCP này nọ cũng ổn. Ôi. Cái chỗ này khá là xa cho nên giờ mình phải lấy mấy máy bay mình bay ra đây luôn. À quên.
Phải 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 như hàng này xuống, đúng rồi, nhẹ nhàng. Đó, đẹp trai. Chứ má đi xe mà ra tới chỗ này, mình đang ở trong thành phố mà mình chạy ra chỗ này chắc là hai tụi bay xấu quá. I need a man so bad. Má thiệt tình, mới nghe hai bà nội nói nghe muốn rỡ nha gà luôn. Yellow Jack. Ủa, từ khi nào mà ở đây có để chữ Yellow Jack vậy? Funeral party. Funeral là đám tang mà party là thấy đéo nào. Chúng ta phải thâm nhập vào đó. Thâm nhập vào đám tang của Vagos. Ủa, Vagos lần nào chết rồi hả? Giết cái tụi gangster và lấy món hàng. Quá ảo, quá ảo. Giờ mới hiểu tại sao nó gọi là funeral party. Party đám tang vậy đấy. Bữa sau nữa nào có đám tang là mở cái party nha. Đồ má ho luôn à. We just check. Má nghe tiếng gì ghê ghê, có vẻ ghê ghê. Đang launching. Đu ngầu. The Rave. Ồ, cái bộ này nhìn đẹp nhất. Ở bộ này nhìn ngầu hơn nè. Vô ha. Đâu để lát chụp tấm ảnh nè. Vô em. Còn ăn perfect hết á. Đồ. Má skip luôn rồi. Tao chưa có coi mà mấy thằng quần. Vô. Giờ sao? Đi lấy xe à? Đồ quá nào. Nào đem ra cả insertion pickup luôn rồi. Ủa, ông nội có insertion, đem lấy insertion. Ê, bốn đứa hả? Vô. Vô luôn. Vô Kuruma nhá, an toàn. Chứ nghe ông nội nó có Kuruma, nên đi Kuruma hơn là đi insertion hoặc là mấy chiếc khác. Mặc dù nó chậm nhưng mà nó an toàn. Đù má, lái xe an toàn cho nội. Ô, má nhìn nè, mang này à. Má nhìn cái mỏ đó kìa. Ờ, anh hiểu rồi, đéo nhìn nữa đâu. Ủa, má đang bận nhìn. Xong hết rồi. Vãi đái thật. Get in the funeral rail, in funeral car. Chúng ta phải đi cái xe này tới chúng ta mới vô được cái chỗ đó. Tao ngồi phía sau không, mày ngồi phía trước đi. Nhìn như mấy bộ phim ơi, một chín hồi đó, 1900 bao nhiêu vậy. Nhìn ngầu vãi đái luôn á. Cầm thêm cái tách này nữa bá cháy rồi chứ. Mà cầm đéo được. Má mấy đứa làm bộ mặt giả dối đi. Má sad as fuck dude. Làm bộ mặt giả dối. Cái gì vậy? Buồn nha mấy đứa. Buồn là mặt buồn đi. Mặt đủ quá mày cười là sao mày? Lồn này kiểu như thất vọng quá. Đúng rồi, chúng ta đi heo thôi chứ đừng bắn giết người á. Né càng tốt. Đó, tụi nó đó. Má, nó chết rồi cũng đéo tha, nó đéo yên nữa chứ. Bình tĩnh. Má, bốn hàng nhìn ngầu quá đái luôn á. Ê, bậy. Bình tĩnh. Đi tầm bậy coi chừng nó lại, nó chém chết mẹ bây giờ.
mình đi đánh tan như vậy là đi với này nọ, ok. Làm mắt buồn đi thằng lơ. Ờ, chúng ta đi có vẻ hơi xa đó. Mém nữa bị rất hơi nhiệm vụ rồi. Ơi, sát lại tím anh em ơi. Park outside the church. Xuống xe chưa? Follow. Đồ, má thằng này. Đi mọi người hận nha. Đừng có manh động, đừng có manh động, ok. Đủ quá thanh niên manh động. Đó, đi dự đám tang là phải như thế này chứ. Dự đám tang là phải như thế này chứ. Phải đấy. Rồi chụp tấm ảnh rồi. Đó, thanh niên đi dự đám tang. Có cái đăng lên Facebook. Mình vừa mới dự đám tang về. Địch. Má ơi, trong đây bựa lắm. Đám tang đéo gì đâu đủ. Là mặt buồn cần đi. Tao biết tao nói mày á. Thằng kia đi chậm vậy. Thấy đám tang không? Đi cho đàng hoàng nhé. Ủa mất hoa kìa. Sao đứng lại ơi. Đám tang đi hướng này mà cho nổi. What? Respect to the homies. Both of them. Bibles for life and death. They lived like men. And they died like men. Hey, you know how they say every cloud's got a silver lining? That's bullshit. That's bullshit. They got no linings. They just depressing. And that's what this is. It's depressing. I grew up with these two. They were great men. Killers, fighters, warriors, proud members of their community. Then again, some dead homies did leave some trash bags full of cocaine in the attic. So let's all stop looking so upset, eh? To the homies! To the homies! And all that coco. Brothers for life. Now's the time. Go hard on them essays. For side pieces only, man. Show some respect. Đồ má chết ra đi, chết đi. Gà đám xuống mổ hết đi. Ba tay. Quay lại mấy đứa. Đồ má thầm cho anh cái cover nữa hết đi. Má cho cái súng tục vậy trời. Á đù má thằng lộn kia chết rồi. Má chơi độ khó bằng kia chết. Đù má vẫn chơi. Má đừng có xúc động quá vậy chứ. Chú má nhìn chơi. Chơi chế độ khó đó. Mà đủ má nó chết. What the fuck. Má ta liền. Quick restarts. Lần này tao nói tụi bay đừng có xúc động đậy nữa, ok. Bắn cho đàng hoàng. Và đừng có chết. Nãy giờ đi vô đi đám tang lại. Bựa thật. Rider for life. Có chờ cầm súng không? Chờ cầm súng lục bắn tết luôn. Ủa má này bắn tết luôn á. Rồi tao còn ai nữa không? Còn hàng cuối cùng rồi. Có súng rồi nè. Ủa má nhìn mấy này đi súng rồi. Á đù má nhìn ngầu vậy. Đù má nhìn ảo vậy. Má trông nhận nhìn được first person màu sắc ảo thì chứ. Ê đợi tao với.
Ôi, bậy. Coi chừng chết nha mấy dân chơi. Dân chơi là không có chết. Mẹ. Giờ tụi bay sẽ được tái ngộ nha, tụi bay boss ở dưới đó luôn. Có súng đạn rồi. Xe mình đâu. Đi xe đám tang đi cho vui. Take the hearse. Mình đang đây đi chiếm cái xe nè. Má xe có hoài nữa. Rồi, không thấy ai hết. Nào ra tao bắn bỏ. Lại đem. Đúng rồi. He he. Đúng á, cái hồ thằng mà cũng láo nữa. What the fuck. Đúng rồi, lái rồi. Ơ, cho nội lái cho đàng hoàng coi. Ủa, má bị lắc hả? Hết đạn. Ủa, lộn người. Xin lỗi. Má, lâu bắn lộn thằng. Không biết còn đạn không, cho mẹ đi. Stick bomb đi. Đó. Bỏ rồi, không tới nữa. Rồi. Đừng có chết mấy đồng đội. Ơ đù mẹ. Có phải cái đó lắc. Ông nội này lắc rồi. Mà yes. Quá ngầu. Đi ra. Nó cái đéo gì. Cái đéo gì đâu. Còn mình chú em về nữa thôi đó. That's it. That got us back on track. Check this out, man. We are breaking eggs. We just breaking eggs. We're about to make this great big huge egg thing. That's it. Lots of eggs. Eggs. Motherfucking eggs. Gangsta shit, nigga. Poetry, man. That's what the world needs. A handsome, charismatic, well-spoken leader like myself. That's what I bring to the table. Lots of motherfucking eggs. Cái đéo gì tặng trứng không vậy? What the fuck? Oh yes. Oh, hiệu béo. The Witcher 3. What the fuck? 15,000 cũng được. Thế là ngon rồi. Tạm ổn. Oh yes, baby. Baby, come on, baby. Oh yeah. Né, 15,000 nhiệm vụ nhìn khá là ngộ chứ. Má nó thiết nghĩ. Má đám tang mà vô nó hành con tay như con đẻ. Hại não thì chứ. Má đám tang nhỏ chết rồi cũng đéo tha nữa.